Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Hôm rồi thì mình cũng trải qua khá là nhiều công việc rồi ha. Từ câu cá, đào hóa thạch, rồi hồi sinh Pokemon cổ đại. Nhưng mà có một chuyện đó chính là mình chưa tìm thấy một Pokemon huyền thoại nào ở dưới lòng đất cả. Thế nên hôm nay thì chúng ta sẽ lần đầu làm chuyện ấy ha. Thử coi coi có đủ nhân phẩm để tìm ra Pokemon huyền thoại đó không. Cái đợt đi mai để tìm hóa thạch thì... để tìm khoáng sản chứ, mình cũng không có gặp Pokemon đó luôn. Khá là xu ha. Thế nên hôm nay mình sẽ tăng nhân phẩm của mình lên bằng cách mình sẽ chế tạo một cái vật phẩm có tên là Strong Normal Lure. Cái này thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ mình kiểu như gặp Pokemon thể thường lên ấy, gấp 3 lần. Trời, nghe là thấy xịn xịn rồi đó. Nhưng mà nguyên vật liệu của nó thì cần 4 loại berry khác nhau á. Thôi xong rồi, nhìn vô cái đống này muốn hoa mắt chóng mặt luôn á. A few moments later. Rồi, sau một buổi ngồi lục trong cái rương hỗn độn này thì chúng ta cũng có 4 loại berry cần sử dụng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cần có một ít crystal cũng như là phôi vàng để mình kết hợp và tạo thành một cái cọng dây trước á. Mình phải làm cọng dây bằng vàng nè. Rồi, ghép nó với mấy cái quả berry mình vừa tìm được thì nó sẽ tạo ra được một cái cọng dây để tăng tỷ lệ gặp Pokemon thể thường ha. À, cái này để đeo vô chỗ này nè. Thích thế nha. Thiệt không? Để mình thử mình đeo vô coi, mình đi vòng vòng mình có gặp Pokemon thể thường không nha. Ui, hình như tăng thiệt ấy. Mình đeo vô một phát cả đống Pokemon hệ thường spawn ra gần nhà mình nè. Ui, hay nha. Có công dụng nha. Quá trời chuột xuất hiện gần nhà mình luôn. Hợp lý nha. Vậy là được rồi. Sẵn tiện mình sẽ cài cấp cho Diaga luôn. Diaga của mình hiện tại thì vẫn chưa lên cấp cao nhất có thể á. Đây là cơ hội để mình luyện cho em ha. Kìa, trainer này có một Pokemon à. Nhưng mà hôm nay ấy, nếu mà mình muốn tìm Pokemon huyền thoại đó thì mình bắt buộc phải đi đến vùng hoang mạc cơ, và vào buổi trưa hoặc là buổi chiều tà ấy. Quên nhờ, hôm nay gần nhà mình có cái em rết lửa này. Lần trước thì mình có thu phục được một em rết lửa đó nha. Em rết lửa đó đâu ta? Mình thu phục em đó trong một cái chỗ đánh boss luôn. Đâu ý nhờ? Mình có bắt rồi đấy. Nè. Em có tên là Santi Scott ha. Đây, em rít lửa. Và khi xem hình dạng của em thì chúng ta sẽ thấy được em ngoài dạng thường, dạng shiny ra thì còn có dạng Gigantamax nữa. Ui, Gigantamax lên nhìn rất là dữ ha. Thế nên hôm nay chắc trước khi đi tìm Pokemon huyền thoại dưới lòng đất kia thì chúng ta sẽ làm súp mắt và cho các em rết đó ăn thử. Giờ nhiều nấm mà, tranh thủ cho em nào Gigantamax được thì cho ha. Đây, cấp độ Gigantamax của em này thì bao nhiêu nhờ? Hôm bữa mình quên để ý. Đó, gần full thôi. Đừng có đùa, gần full là hơi bị trâu đấy. Nên cho luôn ha. Rồi, thưởng thức bát súp mát rồi. Giờ thì vừa đi khám phá và vừa test em luôn thôi. Ui, chạy hơi bị nhanh đó nha. Đây. Có hộp ba luôn nè. Được, vô. Chiến đấu với hộp ba ha. Đầu tiên mình sẽ Gigantamax lên. Và... ui, có kìa. Kiểu như em muốn kiểu như là quắn cái hộp ba luôn á. Dài lắm luôn. Cái này dài chắc cũng 100 block ấy. Đây là cái nào, cái đầu ta? Đâu là phần đầu của em nha? À, hình như ở trên này là phần đầu nè. Trên này là phần đầu, ở dưới này là phần đuôi nè. Ui, ghê thiệt á. Em rít lửa này Gigantamax quá đã luôn á. Rồi, đang thiêu đốt hộp 3 nè. Lượm hộp 3 luôn. Để lấy thêm vàng với ngọc Ender. Học được kỹ năng lửa mới luôn. Quá dữ. Cho em luôn. Này, còn có boss nữa chứ. Ái chà chà, boss dám xuất hiện ở địa bàn của mình hả?
hình như là, ủa em này không phải hệ thường, em này là hệ điện rồi, còn em này có phải hệ thường không? Nè hệ thường thiệt nè, công nhận cái vật phẩm Strong Lure này có công dụng ghê ha. Ơ nhưng mà hình như nó đang mất độ bền theo thời gian thì phải. Kiểu như một Pokemon xuất hiện thì nó sẽ giảm một độ bền ấy. Ui vậy là mình không nên đeo liên tục đâu, khi nào cần thì mình đeo thôi, kẻo hư đấy. Rồi giờ thì mình sẽ solo với boss Ampharos luôn á. Nhìn cấp thì có vẻ là mình hơi thọt đó, nhưng mà thử nào. Rồi Gigantamax lên. Gigantamax lên nhiều máu mà sợ gì. Rồi đốt đi em. Bữa nay mình sẽ nướng em này luôn. Đấy, giật máu hơi bị dữ nha, hơi bị thốn nha. Rồi Gigantamax xong rồi. Sao mình nghi là em này phản đam một phát, một cái em rít lửa mình đi bụi luôn vậy ta. Lọc tiên tri. Vừa nói dứt câu em đi bụi thiệt. Nhưng không sao, đó là tiền đề để chúng ta đưa Diaga vô kết liễu Ampharos ha. Này thì dám ăn hiếp rít lửa nè, đừng có láo tét nhau. Địa bàn này mà dám nha, cà chớn là xong đó. Ui, Diaga học được một kỹ năng Roar of Sam. Ui, kỹ năng này mạnh này, phải học, phải học. Quá dữ luôn, Diaga có skill mới. Được nha bé, được nha bé. Rồi, giờ thì giữa trưa rồi hả ta? Ừ, hợp lý á nha. Mình sẽ gửi em Diaga đi tới vùng Savanna là tầm chiều là vừa rồi đó. Mình tính Iran luôn, bay tới vùng mà... Ôi, có đu đu màu hồng nữa cơ. Sao mình lại gặp đu đu màu hồng hoài vậy nha? Em khác đi, để mình nhanh chóng hoàn thành cái bộ sưu tập Pokemon màu hồng của mình. Ra đu đu hoài là chết luôn ấy. Tới cái vùng này là lúc chiều tà rồi. Và bây giờ mình sẽ tìm một cái hang nào đó gần đây á. Wow, đây là em Pokemon gì á? Sao mình qua đây không gặp, mình không gặp ta? Nidoran. À, là dạng tiến hóa của Nidoran á. Wow, ra là vậy. Ok, giờ thì để mình tranh thủ mình kiếm một cái hang trước. Rồi chúng ta sẽ đi xuống một cái chỗ nào đó sâu cỡ tầng 40 ha. Ui, ở đây còn có cái em Pokemon lửa nữa nè. Con em này mình khá là ít gặp luôn á. Hay là mình bắt em này trước đi nha. Được được, để mình bắt em này trước đã. Em này chắc bắt nhanh thôi. Nhìn thấy lạ lạ ha. Bắt luôn. Lè vào bọn nè. Em kiểu như là nhiếm lửa hay sao ấy. Mình kêu là nhiếm lửa đi ha. Rồi, ba, em chịu về đổi luôn. Quá đã, thêm một em nhiễm lửa. Giờ thì có cái hang ở đây thì mình sẽ đi xuống luôn. Đây, có cái hang nè. Rồi, đi xuống ha. Ui, ôi xong rồi, cái hang này hang cột. Hồi nãy bên này là cái khe nước đúng không nhỉ? Ủa, không phải khe nước luôn hả? Mình thấy cái khe sâu, à đây nè, cái khe nước nè. Đây rồi, thời mình tới. Có khe nước thì tuyệt vời luôn. Mình sẽ dễ dàng tìm những cái hang gần khe nước á. Lúc này thì chúng ta sẽ chờ đợi ha. Và khi đến một địa điểm thích hợp thì chúng ta sẽ gắn cái cọng dây mình vừa chế tạo hôm nay vào. Gắn vô để nó tăng cái tỷ lệ xuất hiện Pokemon hệ thường hơn. Vì mình có search chữ Google thì Pokemon huyền thoại đó là một Pokemon hệ thường á, nên mình đeo cái vòng này là hợp lý nè. Còn có kim cương nữa. Thời tới. Đi tìm Pokemon thôi. Mà cũng có chiến lợi phẩm mang về nữa nè. Ruby đâu nữa. Được, kiếm thêm Ruby để nữa chúng ta tạo ra những cái cọng dây xích màu đỏ ha. Khúc này thì hết rồi. Nãy giờ mình đợi cũng khá là lâu rồi, nhưng mà có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu cái huyền thoại đó xuất hiện nha. Mình đứng ở mấy chỗ rộng rộng đi, để nhỡ huyền thoại đó có xuất hiện thì mình còn dễ gặp. Ủa, hình như mình lạc vô một cái hang khoáng sản hay sao nè. Có quá trời quặng luôn. Ôi, thích phải. Ui, xuất hiện rồi. Pokemon huyền thoại mình nhắc tới đã xuất hiện. Pokemon đó có tên là Regigigas ha. Ủa đâu, xuất hiện ở đâu vậy?
nữa này. Cái em đầu tiên xuất hiện thì mình đã không có tìm được ở dưới hang này luôn á. Không biết là xuất hiện ở cái góc nào ấy. Cay thiệt chứ. Lần này xuất hiện thêm một em nữa nè. Cay lắm rồi đây. Ồ. Thông báo thì để là xuất hiện ở cái vùng Saivana. Nhưng mà không nói rõ là dưới hang hay là ở trên mặt đất. Ui, làm khó nhau vậy. Thôi đào kim cương trước đi, tính sao. Ừ, nhiều khi lại xuất hiện ở dưới cái hồ nhung nham này xong rồi. Bị nướng chín luôn cũng không chừng nữa. Ủa, cũng có thể lắm. Trời ơi, bởi vì tìm Pokemon ở dưới lòng đất cũng là một cái thử thách khá là khó ha. Đây rồi, phải không? Chính xác, mình tìm ra rồi. Thì ra trốn tiếp đằng này hả? Pokemon huyền thoại mình dắt đến là ẻm nè. Trời, nhìn đúng lạ luôn. Một Pokemon hệ thường, nặng xương xương đâu đó 400 g, gần 400 rưỡi ký ha. Quá ghê luôn. Được được, em này thì mình sẽ thử cho em rít của mình vô. Em mới Gigantamax á, nên khá là trâu. Mình nghĩ là có thể solo nha. Rồi rồi, kéo ghẻ nửa cây máu liền. Giờ thì mình sẽ bắt luôn nha. Ờ, chắc chúng ta sẽ bắt luôn đi. Với cân nặng 400 mấy ký này thì dùng Heavy Ball sẽ là một lợi thế rất là lớn đây. Nope. Ui, nhưng mà lần đầu tiên thì thất bại rồi. Và boss này, ủa, em Pokemon này đang có dấu hiệu là tự đánh rồi tự nhận đam kìa. Kiểu như bị phản đam ấy. Đấy. Oh no. Chúng ta còn cơ hội thêm một lần nữa đó. Rồi chúng ta sẽ bỏ trận chiến này. Ê, lần này thì được rồi. Lần này thì nghỉ chạy nha. Regigigas. Mình tính end battle xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến lại ấy. Nhưng mà không sao, chúng ta bắt được liền. Quả là một ngày may mắn. Đây đây, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Pokemon mình mới thu phục ha. Em thì nhìn có vẻ khá là lạ mắt luôn ấy. Mình chưa gặp hình dạng này bao giờ luôn. Và chỉ có đúng hai dạng, dạng thường và dạng shiny của Regigigas thôi ha. Wow. Được á, được á. Em thì chỉ cưỡi để chạy thôi á, không có bay được. Và có kỹ năng đặc biệt không? Không có luôn. Ồ. Đây là em Legendary đầu tiên mà mình phải tìm tiếp ở dưới hang đó nha. Mà tìm hai lần mới ra. Em đầu tiên là chúng ta vụt mất rồi. Uầy, phải công nhận là mình chế tạo cái Strong Normal Lure này không ổn luôn á. Công thức thì rẻ nhưng mà công dụng thì rất là tốt luôn á. Được đấy, 11 muốn tìm Pokemon nào thì mình sẽ chế tạo cái cọng dây của hệ đó ha. Cái này có cường hóa được không? À, mình có thể cường hóa cho nó những cái dòng chậm hỏng đâu nè. Ôi, nhưng mà gì hơi mắc nha. Mình cũng không có nhiều sách chậm hỏng cho lắm. Phải mình mà nhiều sách chắc mình cũng ép vô á. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cày cấp nha. Tại vì mới bắt được thì cấp chưa có cao lắm ấy, nên mình sẽ cày cấp. Sẵn tiện mình sẽ cày luôn cho cái em nhím lửa coi. Coi khi tiến hóa em nhím lửa có gánh tem không ấy à. Với cả là bây giờ mình sẽ gán đánh boss các thứ, mình tìm GS Bond hoặc là đi tìm trong kim tự tháp thôi. Mình gần sa mạc nhưng mà tới bây giờ mình tìm trong những cái kim tự tháp ngoài sa mạc này chả bao giờ mình thấy cái quả GS Bond hết. Tính ra mình cũng nhỏ lắm ấy chứ. Người ta đi dài kim tự tháp là có GS Bond rồi. Mình tìm đâu cả đống kim tự tháp rồi đó, chả thấy cái GS Bond nào hết. Hơi bị su cà na luôn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta gặp được Necroma thêm một lần nữa nè. Đâu ta? Em mới xuất hiện trong cái cánh rừng gỗ sò sẫm thôi. Tìm lẹ kéo một hồi. Một hồi lại mất tiếp. À đây 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 đây, thấy rồi, thấy bóng dáng lấp ló ở đây rồi. Núp hả cưng, núp hả bé. Ừ, sẵn tiện mình sẽ test Regigigas luôn nha. Vô. Thử coi coi chúng ta có thể tấn công được Necroma bằng Regigigas hay không á. Một đấm nè. Ôi không ổn rồi. Chắc phải Dynamax cho cái em Regigigas của mình lên xíu rồi. Chứ em bị quýnh mất máu nhiều quá. Đó. Đỡ hơn tí á nè.
gắng tăng cân xíu đi. Kỹ năng của em Quýnh không có ăn thua Necroma nhiều lắm ha. Cố lên, gắng đục thêm một cái nữa đi em. Rồi, hay rồi, nhiêu đây máu là hay rồi. Mình sẽ đổi ca cho em khác vô tăng ha. Để cho Pakia vô tăng xíu đi, để chúng ta tung bóng chứa và bắt Necroma thôi. Necroma thì mình đã sở hữu hai em rồi, nên mình sẽ tung Repeat Pawn đi. Mình tin là Repeat Pawn bắt Necroma lần này sẽ dễ hơn đó. Thử nha. Chính xác. Ui, cỡ rài hơn vậy. Ồ, và cái em nhiễm lửa của mình cũng được tiến hóa sau khi thu phục thành công cái em Necroma nè. Công nhận có cái XP xe tiện thiệt. Rồi và bây giờ, wow, ngoài đuôi ra thì phần đầu của em đã có thêm lửa rồi kìa. Cho cười luôn nha. Thích thiệt. Còn một dạng nữa, em còn tiến hóa thêm một lần nữa hay sao ấy. Ok, gán một xíu đi, anh sẽ cày cấp cho em luôn ha. Wow, và coi, cái em Necroma mình có được lần này. Ồ, lần này thì đỡ hơn lần trước rồi. Lần này thì cho mình một cái Sogaleo, cái gì ta? Đúng rồi, Solarizer nè. Wow, để mình kết hợp Necroma với Sogaleo ấy. Hợp lý nha. Hên thiệt. Rồi, cất tạm ẻm vô đây. Mới mốt mình dùng ẻm sau ha. Em này có phải là mèo hồng á? Ủa hay là ẻm bình thường màu hồng đó? À, bình thường ẻm màu hồng chứ không phải ẻm là dạng màu hồng. Ok. Mình cứ tưởng ẻm là một Pokemon màu hồng chứ. Là mình lượm ẻm rồi đó. Ok, giờ thì chắc chúng ta chuồn khỏi cái cánh rừng này thôi. Như vậy chuyến đi này tuy kéo dài có một ngày một đêm thôi à, nhưng mà chiến lợi phẩm thì không thể chê được ha. Đầu tiên là mình đã có được cái em huyền thoại mà chúng ta săn tìm nè. Regigigas nha. Em này thì có cái hình dạng khá là lạ luôn. Để mình so sánh coi. Nhìn cái em này có cái nét gì đó giống Meltan ấy. Chỉ có điều tai không to bằng Meltan thôi. Này các bạn thử ngắm xem. Mình thấy, ồ, cũng có cái nét gì đó ha. Sơn, mình phải có chai sơn, mình sơn cho hai cái phần tai của Meltan màu vàng là chắc cũng giống Regigigas phết đấy. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Còn sức mạnh em này thì chúng ta cần phải thực chiến nhiều hơn nữa thì mới biết được ha. Ừ, sẵn tiện đây có chỗ boss nè. Boss gì vậy? À, Delphox thì phải. Thử luôn, vô. Vô nha. Ồ, không phải Delphox hả? Đây là Zorua. Nhưng mà kệ, mình cứ đấm trước tính sao ha. Nói chuyện bằng nắm đấm đi. Quá dữ luôn. Đúng rồi, đi ăn hiếp men Pokemon bé này được này. Hợp lý. Trước khi tiếp tục lên đường thì để mình kiểm tra lại coi mình có tổng cộng là bao nhiêu miếng Blade rồi. Mình gom hổm rài, trong ba lô mình còn nữa. Đây, hổm rài đi khám phá trong ba lô mình cũng được một mớ Blade nè. Không biết nó có bị trùng nữa hay không. Vậy là đi khám phá 3-4 bữa thì tìm được đúng một cái Blade mới thôi. Đó là Blade băng ha. Ui, căng rồi. Mình thì chỉ mới có được là 12 thôi, trong khi nó có tổng cộng hình như là 18 miếng Blade lận. Như vậy thì sắp tới phải ghé tìm nốt mấy miếng Blade còn thất lạc thôi. Lúc nãy thì mình có nhìn vô cái mớ máy rửa hóa thạch của mình thì mình lại ngứa nghề rồi. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi tìm một vài cái mẫu hóa thạch còn sót lại mà mình chưa phát hiện ra ha. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có được hóa thạch của chim nè, cũng như là hóa thạch của Rex ha. Mình đang cần hai mẫu hóa thạch này nhất luôn. Coi, nãy giờ cũng được mớ rồi nè. Mình nghĩ đào thêm một lần nữa thôi là chúng ta đi về được rồi đó. Đây, thêm cái chỗ này nữa đi. Có mới không? Có cái hóa thạch mới không? Yeah, được thêm một mẫu mới nữa. Rồi, gom cũng được khá là nhiều rồi ha. Đi về thôi. Rồi, lâu quá không rửa hóa thạch nè. Bữa nay là làm lại ngày cũ. Nói chứ đây là một cách khá là hiệu quả để chúng ta hồi sinh được những em Pokemon mà mình chưa sở hữu đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho mấy mẫu hóa thạch này vô. Mấy cái nào có rồi thì mình sẽ cất vô trong rương lại ha. Cái này là mình từng làm khá là nhiều rồi nè. Mình sẽ trả vô trong. Hình như là của Aerodacty thì phải.
phải không? U, correct rồi. Mình cần thêm hóa thạch của chim nữa thôi. Dino, không. Ồ, không có hóa thạch chim. Mình cần một mẫu hóa thạch chim. Chim, cho tôi hóa thạch chim đi. Đây nữa. Rồi, chờ đợi nào. Hóa thạch chim. Có hay không? Ủa, đây là tai Auga. No. Đây rồi, mình có hóa thạch chim rồi. Tuyệt vời. Khi mà mình có hóa thạch chim và hóa thạch rác thì mình sẽ bắt đầu cho vô cái chỗ hồi sinh Pokemon, ghép chúng lại với nhau giống như vậy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một em Pokemon mới nữa. Hồi hộp quá đi. Đây là em Pokemon kết hợp thứ 3 mà mình sở hữu nè. Lúc trước thì mình đã có được một em Rakovish nè, cũng như là một em Atozor rồi. Để coi em này sẽ trông như thế nào đây. Trong lúc chờ đợi thì mình có ra ngoài và làm một cái loại bóng chứa mới ha. Loại bóng chứa này thì cũng là lần đầu tiên mình chế tạo thôi, có tên là Premier Ball. Cái này thì nó sẽ có cái hiệu ứng khi mà mình ném ra ấy. Mình cũng muốn test thử lắm nên giờ thì chúng ta sẽ thử làm ha. Ôi nhưng mà hết nút rồi. Để mình đi lấy cái nút cái đã. Một ít cái nút bấm. Đây mình sẽ làm 3 quả ha. Cái quả bóng này màu trắng tinh luôn, nhìn rất là đẹp ha. Rồi, thử nào một xíu mình sẽ cho cái em mới này vô cái Premier Ball ha. Bây giờ thì mình vẫn chưa có thấy được hình dạng đâu. Cỡ 70-80% á thì lúc đó chúng ta mới thấy được hình dạng của cái em Pokemon mới này á. Hồi hộp quá à, không biết là sẽ như thế nào ta. Có giống cái em Rakovish này hay không? Hay là một hình dạng khác? Ui thấy rồi kìa. Hình như mình thấy mờ rồi. Ồ. Đi rồi, chúng ta thấy rồi nè. Wow. Cái phần đầu thì khá là giống cái em Atozor của mình á. Trời. Em này có vẻ là hình như hệ điện hay sao nè. Mình thấy có nét gì đó giống điện ha. Rồi, lẹ đi em. Nhanh lẹ đi, anh cho em vô Premier Ball. Điểm khác của em này với em Atozor là em này không có bị chảy nước mũi ha. Mặt coi kìa kháu khỉnh thiệt ấy chứ. Nhưng mà cái phần chân thì mình thấy khá là giống chân của Rakovish luôn. Mỗi tội là em có cái đuôi của khủng long thôi. Tan tan, xong rồi. Cho em vô Premier Ball liền. Rồi ngắm em trước khi cho em ra ha. Với cái mặt, nhìn mặt đúng vui luôn ấy. Được, cho em vô đội hình luôn. Đâu rồi, giờ thì mình sẽ đưa em ra cái ha. Rồi, đây. Để coi khi ra ngoài thì em có to hay không ha. Cũng ở mức trung bình thôi, không quá to ha. Em là hệ gì đấy? Đúng rồi, em hệ điện thiệt. Hệ điện và hệ rồng á. Không biết mình có nhớ nhầm hay không, nhưng mà hình như em này là em hệ rồng cũng như là hệ điện đầu tiên của mình luôn á. Được thiệt. Ui, em còn có kỹ năng Lightning Ball gì nữa cơ. Ui da. Ui. Rồi ok, kỹ năng này là kỹ năng phóng điện cực mạnh nha. Hơi nguy hiểm á, trời ơi. Quá dữ luôn. Xong hệ điện rồng, vừa điện vừa rồng á. Được nè, và cái quả Premier Ball á, mình phóng nó cũng có cái hiệu ứng. Đấy. Cam nhìn quá trời lạ á. Mấy quả khác thì phóng nó không có hiệu ứng đâu. Được, giờ thì mình sẽ lấy cái XP Share. Ủa cái XP Share, đây. Mình gắn vô cái em này đi. Để mình cày cấp cho em chứ không thôi là em không có lên cấp nổi đâu. Em cấp 1 bây giờ em bị mấy Pokemon khác bắt nạt đấy. Lúc này thì cái em nhiễm lửa của mình cũng tiến hóa rồi. Đây là dạng cuối cùng của nhiễm lửa đấy. Xem nào. Dạng cuối thì chỉ còn có một chỗ lửa thôi ha. Phần đầu hết lửa rồi. Mình thấy cái dạng thứ hai của em lại ngầu hơn là dạng cuối ha. Nhưng mà chắc dạng cuối sẽ mạnh hơn á. Và em này thì chỉ có dạng thường, shiny cũng như là dạng zombie thôi. Ba dạng khác nhau ha. Được, ok. Vậy là hôm nay chúng ta lại có thêm một hành viên mới hệ lửa rồi. Quá đã luôn.
Đây có boss nè. Được, để mình cho Diaga test cái kỹ năng mới coi, nãy giờ chưa có test luôn á. Wow, mạnh, mạnh thật sự. Có boss Houndo ở đây nè. Nhìn thì cũng có vẻ ngầu đét đấy. Nhưng mà vẫn phải xúc thôi. Boss Ultimate nha, cơ hội để chúng ta kiếm những quả Master Ball, GS Ball rồi nè. Thử nào. Ui, dùng một đòn thôi là đủ kéo gần hết máu luôn. Đây rồi, mình đã tìm ra nhân tố gánh tem rồi. Ơ, nhưng mà chỉ cho kẹo thôi à. Trời ơi, boss Ultimate mà cho kẹo thôi. Bèo thiệt chứ. Cái này thì mình có đọc hướng dẫn sử dụng của nó là nó bảo có thể sâu được cái chỉ số của Pokemon hả? Ui, ôi thiệt nè. À, mình có thể dùng trên Pokemon và sẽ sâu lên cái trạng thái, rồi chỉ số, cũng như là giới tính luôn á. Wow, được hết nhờ. À, cái này dùng được nè. Mình sẽ dùng trên mấy Pokemon nào mới. Mình chưa có biết thông tin gì hết ha. Hợp lý, hợp lý. Đây là Pokemon gì nữa đây? 5 sao hệ điện. À, căng căng nhà, căng ấy nhờ. Em có tên là Jolteon nhá. Được đấy, được đấy. Vì em 5 sao nên anh sẽ bắt em luôn. Nhưng mà quan trọng là một xíu tùm bóng chứa như thế nào này. Rồi, và Garigat của mình đang kéo rỉa khá là tốt. Jolteon ha. Đánh thêm một hit nữa. Được hay không? Rồi bật giáp nữa rồi. Boss rất là khó chịu ha. Cứ bật mấy cái khiên này lên là mình quýnh hầu như là không mất nhiều máu luôn ấy. Phải mất cái lớp khiên này thì mới đánh mất nhiều máu được. Rồi bể khiên rồi nè. Giờ thì cơ hội để chúng ta kết thúc ẻm thôi. Vẫn rất là lì ha. Chống cự dữ dội luôn á. Rồi xong rồi. Và chúng ta sẽ thử thu phục cái em này bằng một quả Fastball nhờ. Fastball, ừ nhờ. 5 sao thì chắc Fastball là hợp lý này. Kiểu chỉ số tốc độ ẻm chắc cũng không dạng thấp đâu. Đúng không? Đúng rồi. Fastball là một lựa chọn đúng đắn. Rồi, rước ẻm về đội luôn. Để xem coi. Đây, ẻm đây. Ui, chỉ số tốc độ cao chưa kìa. 189 lần. Được, cấp độ Dynamax thì thôi gọi luôn. Maximum luôn á. Rước em về đội, bỏ em vô đây. Được đấy. Đây là boss gì đây? Boss Slowbro à. Đây có vẻ là không phải dạng thường của em đâu. Hình như là dạng Mega thì phải. Vậy thì xúc thôi em ơi. Tuy đây là boss nhưng mà anh vẫn tin tưởng em. Ra câu do. Vô. Mình có Dynamax mà sợ gì em. Giật điện đi. Giật điện nổi hay không? Giật điện vẫn khá là ok này. Hơi bị thốn luôn đà đằng khác. Cứ thế mà giật thôi. Giật thêm cái nữa. Giật thêm một cái nữa nè. Rồi hay rồi, hay rồi. Và để tránh trường hợp ra co do của mình không hít được kinh nghiệm á, thì mình sẽ cho em vô trong ha. Để cho mấy em khác ra. Là hợp lý. Ồ, dám đánh huyền thoại mình mới bắt trong ngày hôm nay hả? Liều đấy. Làm liều hả cưng? Vẫn còn lì. Làm liều hả cưng? Sợ rồi thì nói đi cưng. Rồi, và chúng ta sẽ được một viên Mega của Slowbro cũng như là một viên đá Z hệ độc. Wow. Ừ, nói hệ độc cái tự nhiên mình chợt nhớ ra là mình chưa bắt được cái em Pokemon này nè. Toxic City nè. Ồ, tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được em đó. Chắc phải có một buổi dành riêng ra để chúng ta tìm cái em Toxic City đó thôi. Đúng như vậy. Nhờ trẻ một xíu. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, sẵn có mấy cái quà này sao em giữ giùm luôn. Chị không cần tặng em đâu, em tự lấy được rồi. Vô lý. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vô làng á. Tiếc là làng này thì không có hội quán kế bên. Ồ,
Thường thường thì gần làng dễ gặp hội quán lắm, nhưng mà hôm nay thì không rồi. À, đây rồi, có một hội quán rồi. Hội quán gì đây? Cấp như thế nào? À, đây là hội quán cấp cao nha, chứ không phải hội quán cấp thấp đâu. Mình sẽ đứng ở một nơi thiệt là cao để chúng ta thách đấu với chủ hội quán á. Đội hình hôm nay chúng ta sẽ bao gồm 3 vị thần sáng tạo cũng như là 3 em Pokemon mới này. Hay là thêm thành viên khác không ta? Ok, mình sẽ sử dụng những thành viên trong ngày hôm nay luôn đi. Rồi, vô. Đệ 3 sẽ là em Red ha. Căng đây. Mình sẽ cho em Gigantamax trước. Rồi. Wow, cũng kéo rỉa được một mớ máu này. Ui. Ôi không. Em bị đánh bại trong một hit rồi. Ôi no, em Red của tôi. Tại sao lại làm điều đó? Không thể chấp nhận được. Đúng rồi, đấm đi. Đấm đi Regigigas. Toan rồi. Chủ hội quán này đang Dynamax lên nên cũng khá là bị mất ưu thế á. Hai thành viên đã bị đánh gục rồi. Căng rồi. Giờ thì chắc phải đưa Pakia ra thôi. Đỡ nè. Này thì ăn hiếp mấy Pokemon của tôi hả? Đỡ đi nè. Đúng rồi, phun nước vô mặt đối thủ đi em. À, đổi Pokemon hả? Đổi Pokemon nè. Sắp liệm luôn. Rồi, vuốt rồng thôi. Giờ thì tới Metaross hả? Metaross nè. Chiến này một mình Pakia là gánh tem rồi. Nghi lắm. Có vẻ là Pakia gánh tem thiệt rồi. Rồi, tấn công một hit nữa. Ui, dính đập rồi. No. Kết thúc lẹ. Ôi xong rồi, kỹ năng hệ nước của em hết dùng được rồi. Đổi thôi, mình sẽ cho Rakozor vô đánh hội quán đi ha. Trận chiến đầu tiên của em cùng với mình trong việc chinh phục hội quán nè. Wow, cũng kéo rỉa được một ít thôi. Em ra chặn được một lượt là lại đi vô tiếp rồi. Chắc mình sẽ dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của Diaga hiện tại ha. Xì nhê hay không? Gần nửa cây máu. Cũng được. Nhưng mà đối thủ có tuyệt chiêu hồi phục. Kèo này hơi khó rồi nha. Cố lên Diaga, chịu nổi hay không? Ui, em vẫn còn chịu nổi. Ui, nhưng lần này thì không rồi. Mình vẫn còn Gigatina và Pakia đang bị trọng thương. Liệu rằng hai em này có giúp mình giành huy hiệu trước hội quán này hay không? Tấn công trước một đoạn nè. Vẫn còn một Pokemon còn lại của chủ hội quán này. Này thì đổi nè. Ôi, Gigatina. Này thì chơi ăn gian hồi máu, ngủ hồi máu nè. Tấn công đi em, Diaga, cơ hội để trả thù. Rồi, phục thù rồi. Thành công. Với lần 2 thì chúng ta đã thành công chinh phục được chủ hội quán thợ mỏ này rồi á. Mình được một cái huy hiệu thợ mỏ nè. Được á, bỏ vô liền. Chiến lợi phẩm, thêm một chiến lợi phẩm nữa. Ui, mà phải công nhận chủ hội quán này toàn Pokemon mạnh mạnh không ấy. Mình phải sử dụng toàn bộ những kỹ năng mạnh nhất và những em Pokemon có tiềm năng gánh tem thì mới có thể vượt qua được chủ hội quán đấy chứ. Quả thật chủ hội quán là một đối thủ đáng gờm ha. Bữa nay có vẻ là một ngày tuyệt vời ha, khi mục tiêu mình đề ra đó chính là tìm Pokemon huyền thoại ở dưới lòng đất. Và kết quả là có được em liền. Rất là may mắn luôn. Đã vậy còn Gigantamax cho em rít lửa để có thể trở thành một em Pokemon khá là đáng gờm, chinh phục những cái hội quán cấp cao ha. Và còn có thêm một thành viên quá thạch cổ đại nữa. Hệ điện và rồng nha, hơi bị mạnh luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi tuyệt vời ngày hôm nay. Hy vọng những chuyến đi kế tiếp của chúng ta sẽ thiệt là may mắn sắp như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.